Em thấy ở đây có rau đắng nữa nè chị. Dạ. Rau này ăn mát lắm luôn á. Gì? Cá lóc hả? Không. Hết rồi. Rồi trong nhà có đồ ăn chưa chị? Mình nấu miếng gói mì. Trời ơi, thấy nhìn thấy chị là... ăn hoài à. Có khi nào hái này ăn trừ cơm không chị? Có, ăn mì gói. Thôi đừng có bay, đừng có bay. Không có. Bay luôn hả? Rồi. Được. Thôi ơi. Chứ giờ không á, rau này nữa nè. Rau này mình trồng nữa nè. Không còn chỗ nào khô hết. Không còn chỗ nào khô hết. Nó nghe tội kìa. Vậy là mưa nhỏ. Mưa lớn là ướt hết luôn. Vậy hả? Dạ, yeah, mưa nhỏ. Rồi hồi nãy chị ngồi ở đâu? Nó ngồi ở đó, ở đây không. Yeah. Rồi hồi nãy mưa có sợ cột dây đợt không? Dạ. Yeah. Nó không có gió. Không có gió hả? Dạ. Yeah. Rồi khi nào mà thấy gió quá à, ở đầu cột dây vậy? Dạ. Yeah. Không có gió. Chứ có gió là mình chạy rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Có gió cũng đứng yên, nhưng mà có lắm bay cái là không giữ được cái gì, có mình giữ cũng không được cái gì. Nó kéo là dây này cột không có chắc nữa. Tới đâu tới. Dạ. Yeah. Như là đủ bữa cơm chiều hả chị? Mình ăn vậy là xong. Dạ. Có bữa không có cơm mình nấu mì ăn. Dạ. Ừ, có lúc cũng có mì không có cơm. Mình làm nấu luộc ăn, ăn sống cũng đói, mình ăn mấy cọng này cũng no. Dạ. Ăn sống nó luôn. Rồi có người ta. Ừ. Nhìn ngon ghê luôn á cô chú anh chị. Ở dưới quê đơn giản bình yên như thế này thôi. Dạ. Một người ăn như này thấy cũng có đầy đủ rau mà ha chị. Dạ. Dạ. Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Và hôm nay Nghĩa trở lại đây thăm chị gái một mình sống trong căn chòi. Thì clip vừa rồi Nghĩa có chia sẻ là chị một mình sống trong căn chòi, đi lượm dây chai là cái công việc chính của chị. Ngoài ra là để có được miếng ăn á, chị phải là đi bắt ốc, mò cua, hái rau để mà kiếm từng bữa ăn. Chiều hôm nay em quay lại đây á, trời mới vừa tạnh mưa cô chú anh chị. Thì bây giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi. Thì em thấy chị đang đi hái rau. Để bây giờ em lại hỏi thăm chị xíu. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ạ. Trời mới vừa tạnh mưa. Chị xuống đó kiếm gì vậy chị? Con cá nữa. Con cá nữa hả? Giờ tối rồi, bắt sáng rồi, bắt sáng bắt rồi đó hả? Chăm gắn này cái. Dạ. Rồi xuống đây định bắt cái gì đây nữa? Bẻ mớ rau nấu nồi canh. Dạ. Nấu canh rau thập cẩm. Dạ. Chỗ này có cá không chị? Có, nhưng mà cá bây giờ đâu chị bắt thử coi có con nào dưới không? Chốn mới rồi. Là mới đi hái rau nãy giờ hả? Dạ. Sao ít như vậy? Ủa, con cá kìa. Có mấy cá. Vậy chứ như đây có mình ăn như đây là đủ rồi. Ừ, cá này cá nhỏ vậy thôi thả chị, chết tội nó, bắt vào đầu mình ăn được ăn. Yeah. Em thấy ở đây có rau đắng nữa nè chị. À, có nhưng mà đắng mình có trồng cái nó dễ ăn hơn, cái này đắng nhiều lắm. Dễ hả? Dạ, đắng thì thuốc. Rau đắng này là rau đắng đất mình á. Dạ. Đây đó chị ơi, đây rau nhiều nè. Dạ. Yeah. Ở đây em hái chưa? Rau này ăn mát lắm luôn á. Dạ. Chị ơi. Dạ. Nè nè. Ê. Sao nay mặc đồ đẹp như vậy? Nãy tắm ướt á. Ủa em thấy có cá nhiều ghê đó chị. Tao chị bắt bằng tay thử có con nào dưới không? Chị mò bằng tay thử coi. Khó mò lắm. Mò. Khi mà nước cạn mới mò được hả? Dạ đúng rồi, cái này nó giờ nó chạy. Tao chị bắt bằng tay thử coi. Coi rồi. Có cá nhiều dưới không? Gì? Cá lóc hả? Không. Không. Không có. Có đụng con nào chạy không? Dạ. Có đụng con nào chạy không? Nó hả mình nghe nó nghe động nó chui xuống hết á. À. Dạ. Tại vì ở mà trên đây á là trên ruộng á, một khi mà bà con cắt á. Dạ. Là những phần nước ở đây là cá sẽ động lại của chú chị. Đúng rồi. Do trời mới mưa nên là khó bắt hả chị? Dạ. Sâu lắm á. Hái gì có nấm gà thì hái thêm nữa chứ. Dạ. Chút nữa mình bẻ thêm nữa. Chị định hái thêm gì nữa? Nè, cái thằng này cá, à. Cái rau này cũng ăn ngon lắm nè. Dạ. Dạ. À định là hái bông súng hả chị? Dạ. Rồi bông súng này là chấm với cá là ngon luôn á. Dạ.
nhiều đây cũng sống qua ngày, ngày nào cũng cũng trông cho nó lên nụ vậy, cái là có. Ừ, trông này lên nụ luôn hả? Dạ, trông nó lên nụ cái là có. Dạ. Thử thử. Rồi trong nhà có đồ ăn chưa chị? Mình nấu miếng gói mì. Trời ơi, thấy nhìn thấy chị là vất vả lắm cô chú anh chị. Cuộc sống bà con miền Tây mình nó khó khăn á, thì phải đi ra đồng bươn chải kiếm từng miếng rau để mà làm kế sinh nhai mỗi ngày của chúng chị. Tuy vậy tuy nghèo nhưng mà vậy mà vui, đôi lúc giàu cũng không có vui nữa cô chú anh chị. Cuộc sống bình an vẫn vậy, vậy em thấy cũng vui, nhưng mà khó khăn là tội nghiệp chị quá, mong là chị sẽ vượt qua một phần nào. Rồi sáng ngày là chị có bắt cá chưa? Dạ có bắt lần rồi. Sáng ngày bắt rồi lần hả? Dạ. Nhiều không chị? Chỗ này đúng rồi, nhiều cũng cũng đủ ăn á. Dạ. Chỗ sâu không vậy? Sâu á. Sâu hả? Chỗ này nó lúng qua tới bụng luôn á. Dạ. Nhưng bữa nào hồi nãy quậy hết cử rồi, giờ quậy nữa. Là khi nào mà muốn ăn gì là phải ra quậy vậy đó hả? Dạ. Dạ. Sâu quá. Ủa cây mà thân của nó ăn không được hả chị? Mình phải ăn cái bông. Ăn hết à, cái này ăn hết hết hả? Nè. Trời ơi. Cái cọng ăn được hết luôn. Hình như là cái bông ngon hơn hả chị ơi? Dạ. Bông ngon đúng rồi. Từ hồi bữa giờ về đây chị có hái cái này ăn lần nào chưa? Ăn hoài à. Dạ. Có ăn... khi nào hái này ăn trừ cơm không chị? Ăn mì gói á. Ăn mì gói ha. Dạ. Trời, thấy thương không? Cái mình nấu cái bông ăn không tới. Cái này nó mọc, chịu mọc sâu dữ lắm. Dạ. Nó chịu mọc. Rồi bữa nay trời mưa chị có bị ướt không? Không, bữa nay chạy vô trong kịp. Chạy vô nhà kịp hả? Dạ, mình trú chỗ không có mưa. Dạ. Trong cái chậu chị rồi bữa nay có bị tạt không? Dạ. Mưa liêu riêu á. Dạ. Yeah. Chị canh chị hái vừa đủ ăn thôi nha. Yeah. Chị hái dư rồi mấy cái bông chết hết rồi mốt không còn ăn luôn á. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Ủa cái hồi lúc mà chị về đây là có cái bông này chưa chị? Chưa, không có cái gì á. Dạ. Dạ. Giờ chắc là lúc mà về đây là mùa nắng hả chị? Dạ yeah, đúng rồi. Mùa nắng là khô queo luôn hả? Dạ. Yeah. Dịch đó nó quằn nhẹp đét hết à. Dạ. Yeah. Không có cây gì. Vậy là lúc đó mà dịch là chắc cá cũng đâu còn không chị? Dạ không luôn. Nó dạ. Ăn hết luôn á. Dạ. Ốc cá gì nó mòn. Dạ. Dạ bữa nay là vậy là đủ hả chị? Dạ có mình như đây là đủ. Cái này là mình định chấm ăn sống hay sao chị? Dạ. Định chấm ăn sống hay sao? Không, mình nấu miếng nước sôi cái mình làm nước lèo mình ăn. Dạ. Cũng được. Dạ. Có khi nào đi có con cá lên ruộng luôn á. Có khi nào là có bông súng nữa, bông súng cũng ăn được. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi đi qua đi, đừng bay qua nha, bay lọt. Thôi đừng có bay, đừng có bay. Không có. Bay luôn hả? Rồi. Được. Thôi ơi. Chứ giờ không á. Chứ chứ giờ lội sâu lắm, chỗ đó sâu lắm, nó đào sẵn á. Dạ. Nó đào mương rồi sâu lắm. Hồi sáng là chị bắt cá đâu? Dạ. Bắt cá ở đâu? Chỗ này hả? Dạ. Nhiều không? Dạ. Cá gì chị? Sáng được bắt được cá gì? Cá nhỏ nhỏ mà. Cái này là ta định làm gì ta? Cái này là cái gió mình hứng cá mà mình bắt không được mình bỏ luôn. Dạ. Cái này khó bắt á. Dạ. Cái lưới đó nó dễ hư. Trời ơi. Cô chú anh chị đi. Đi nãy giờ được bao nhiêu phút rồi? Nhưng mà có bữa không kiếm được cọng rau này luôn. Ôi dạ. Bữa không có cọng rau này ăn luôn. Dạ. Mà cây này cũng chưa có mọc nữa. Dạ, giòn ghê luôn á. Dạ. Rồi, ngon rồi chú chị. Đúng. Như là đủ hả chị? Dạ. Cuộc sống giản dị như là đủ hả? Dạ. Vậy chứ nấu nồi canh á, hơi lỏng bỏng thôi. Dạ. Mình nấu lỏng bỏng thôi, đừng có nấu nhiều người ăn thì vô đây không đủ, nhưng mà mình vô đây là đủ à. Dạ. Vậy là thường ngày là chị hái là đủ ăn thôi hả? Dạ. Chứ không hái nhiều. Dạ. Ủa mấy cái đọt bì là chị trồng hay sao vậy? Trồng múc. Ừ, mấy này là chị trồng luôn ha. Dạ. Nè, rau này nữa nè. Rau này mình trồng nữa nè. Nhưng mà cái này là rau đắng. Rau đắng mình trồng ha. Dạ. Còn rau đắng kia chị ăn không nổi hả? Dạ, cái đó mình nấu cháo mình ăn thì được, thuốc. Còn
Còn dạ. giờ ăn trong này thôi, trong này có mà cũng làm biếng ăn. Dạ. Ít ăn. Thôi cho em vô tham quan nhà coi sao cơn mưa thì cái nhà chị sao? Không còn chỗ nào khô hết. Không còn chỗ nào khô hết. Dạ. Nó nghe tội ghê. Vậy là mưa nhỏ. Mưa lớn là ướt hết luôn. Vậy hả? Dạ, mưa nhỏ. Rồi hồi nãy chị ngồi ở đâu? Thấy ngồi đó như thế này không? Dạ. Rồi hồi nãy mưa có sợ cột dây trời không? Dạ. Thôi, nó không có gió. Không có gió hả? Dạ. Rồi khi nào mà thấy gió quá à, bắt đầu cột dây vậy? Dạ. Không có gió. Chứ có gió là mình chạy rồi. Dạ. Dạ. Có gió cũng đứng im nhưng mà có lắm bay cái là không giữ được cái gì, có mình giữ cũng không được cái gì. Nó kéo là dây này cột cũng không có chắc nữa. Tới đâu tới. Dạ. Như là đủ bữa cơm chiều thôi chị. Dạ. Mình ăn vậy là xong. Dạ. Có bữa không có cơm mình nấu mì ăn. Dạ. Rồi có lúc không có mì không có cơm. Mình làm nấu luộc ăn, ăn sống cũng đói, mình ăn mấy cọng này cũng no nữa. Dạ. Ăn sống nó luôn. Rồi có người ta. Ừ. Nhìn ngon ghê luôn á cô chú anh chị. Ở dưới quê đơn giản bình yên như thế này thôi. Dạ. Một người ăn như này thấy cũng có đầy đủ rau rồi ha chị. Dạ. Dạ. Rồi, chị đem xuống sau đi. Cho em coi cá bữa nay bắt được nhiều không? Dạ. Rồi chị làm đồ ăn uống chưa? Cá chị làm chưa? Cá mình chưa có làm. Chưa làm hả? Dạ. Rồi. Mới bắt lên hả? À cũng như là bây giờ là đi hái rau xong rồi chị tí là làm luôn ha. Dạ. Rau cá thì chịu bắt đâu. Cá này nè. Sao ốc ăn xong rồi vỏ để đó chị? Dạ. Trời ơi. Mình như đây hả? Có như đây. Mà nhỏ xíu. Sao không ăn đi để chết chết hết rồi hết ngon á. Dạ. Rửa nó đi. Rửa xong rồi á chị rửa nhiều lần á. Xong rồi ăn muối ăn. Dạ. Có cá chốt luôn hả? Cá này cá gì không biết. Con cá này con cá chốt nè, thấy thương chốt quá vậy. Hả? Em nhìn cá này là em thấy thương, em muốn thả luôn. Dạ. Nhìn thấy dạ. thương à, hay mạnh cũng chết rồi. Dạ. Thôi chị đem rửa luôn đi chị. Dạ. Mưa lạnh hay sao mặc hai áo vậy? Dạ đúng rồi. Lạnh lắm mưa rất nhẹp luôn. Dạ. Kiểu như gió trong ruộng á chị. Mấy cá này cũng khó bắt lắm á. Dạ. Sau cơn mưa nhà của chị nè, cô chú anh chị. Chị thì chị đang làm cá. Em á thì em đứng em quay lại cho cô chú anh chị xem phong cảnh xung quanh. Dạ thì cái clip vừa rồi á thì Nghĩa cũng chia sẻ với quý cô chú anh chị á. Bây giờ là mình đi đâu chị? Qua xin miếng nước nữa. Xin nước hả? Xin nước gì? Nước này là xin nước gì vậy ha? Xin nước cái giếng khoan lên á. Cái giếng khoan lên á. Dạ. Mưa hồi nãy mưa lâu không chị? Không, mưa cũng xíu à. Xíu mà ướt muốn hết nửa nhà rồi. Mưa lớn nữa hả, ướt hết luôn. Dạ. Dạ. Ây da. Nay em xuống chị thấy vui không? Thấy vui rồi. Hả? Dạ, thấy vui rồi, thấy mặt vui hả? Dạ. Vui sao kể em nghe. Dạ, mình biết là có người hiểu cảnh ngộ của mình nè, rồi giúp đỡ mình nữa là coi như là mình ao ước cũng không được nữa. Dạ. À, có người ao ước cũng khổ lắm mà không gặp được. À, nhưng mà người ta khổ rồi mà người ta cũng có chắc cũng gặp người khác không gặp mình. Dạ. Cho nên chị với em có duyên á mới gặp mới tới đây chứ. Lúc trước chị ở bên kia chưa có thấy nhà văn nhà báo này tới. Dạ. Là hồi trước là chị ở ở trên đường lộ á. Là chị dựng trò trên đường lộ luôn. Dạ. À? Mà che cái bọc ni lông không à, che bao á ni lông chứ không được cây gì đâu. Yeah. Rồi xong mình đi lụm chai mình tắn vô tí xíu về trái hết. Trái trụ lũi hết luôn. Yeah. Rồi anh chị em ở đó người ta cũng giúp được mấy gói mì, nói chung là đồ nghề cũng người ta cho này ở kia để làm á. Yeah. Trái trụi hết luôn. Yeah. Quần áo giày dép gì cũng trái trụi hết luôn. Yeah. Vì cái mình chui đây là tới giờ rồi cũng được năm rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Là chỗ này của chị là ở là sướng hơn cái chỗ hồi trước đúng không? Dạ. Yeah, thì cái chỗ hồi trước mình ra mấy đường chợ đúng rồi. Ngoài đó
xe cộ nhiều lắm. Còn ở đây thì không có xe cộ, nhưng mà sợ khi nào mà chủ ruộng người ta không làm nó vui thì thôi, buồn là người ta đuổi mình đi. Dạ. Nó vui thôi, nó buồn nó đuổi mình đi, mình cũng không ở vậy chứ không biết người ta đuổi mình dọn hồi nào. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ là chắc là bà con cũng không có đến nỗi mà như vậy đâu chị. Dạ, thì mình... ở đây đúng ruộng, nhiều khi chị ở đây chị coi ruộng giùm bà con luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì mình cũng nói bây giờ khổ quá, với lụm như chai sống cho che mưa che nắng đi rồi tôi coi ruộng lúa giùm cho. À, có ai mà sao thì có gì tôi thông báo giùm cho. Nói hờ vậy, nói cho người ta biết mình giữ để dạ ruộng giùm chứ. Người ta cũng không mướn nữa, còn không nói gì mình hết trơn. Đi về không à? Dạ. Người ta không có nói gì mình hết trơn. Là bữa giờ chị gặp chủ ruộng chưa? Gặp hoài à, nhưng hoài mà người ta không nói gì hết trơn. Dạ. Thì chắc phải của mà ai mà không chịu giữ mình thì vậy là mình cũng ở đỡ thôi. Dạ. Mình ở đỡ thôi chứ mình cũng không có xí luôn hay xin của người ta nữa, không dám xin luôn vậy. Mình không rồi, nói xin luôn. Dạ. Rồi chị, giống như hôm bữa là chị ước mơ là có mấy tấm tôn che lại á. Dạ. Rồi mình đang dựng cái chòi đỡ như vậy, rồi mình có xin chủ hỏi là mình dựng tôn được không? Ừ, đúng rồi, mình phải xin á. Chị, dạ, chị có hỏi thử chưa? Chưa, mình chưa có hỏi nữa. Mà mấy bữa nay á, cái ông chủ đất á, có ổng không có vợ ổng. Dạ. Không thấy vợ ổng đâu hết, mà mình chờ mình hỏi vợ, hỏi chồng luôn. Chứ hỏi ổng không, mốt tới vợ ổng xuống đuổi nữa. Dạ. Cũng như không à. Dạ. Dạ, thì mình hỏi vợ, hỏi chồng, hỏi gia đình ta đó. Dạ. Cái miếng đất ngay chỗ này là có chủ á, nhưng mà giờ trong hoài không thấy bà chủ. Dạ. Dạ, không thấy bà chủ nhà mà thấy ông chủ nhà với là người con trai á. Dạ. Dạ, cái hai cha con làm không mà không thấy vợ ổng đâu hết. Dạ. Rồi mới chiều thì hỏi thử coi ổng có gia đình ổng, mình hỏi thăm vậy cái rồi mình xin ổng, xin gia đình ổng chứ giờ mình cũng chưa có hỏi nữa. Dạ. Dạ. Là bây giờ nếu mà mình hỏi được là mình sẽ dựng tôn từ khúc nào chị? Thì y vậy nè, nếu mình xin được ngay chỗ này, chỉ có chỗ này là nước nó không có ngập lên. Là chỉ mua tôn dựng khúc này thôi hả? Dạ. Ở dưới khúc sao hơn, từ cái mí cái này ngay gốc cây rồi coi như là nước lên khúc vậy, nước lên á. Dạ. Mà nếu mình đi qua đi lại là y như đám mạ luôn. Dạ. Dạ. Còn khúc ngay này thôi, có chút xíu ngay này là nước không lên à. Như đó mình mua bao nhiêu tấm tôn chị nhắm được không? Tôn này mình mua chừng chiều dài 3 mét à. Đây đó là 3 mét. Dạ. Là khoảng bao nhiêu tấm chị? Mình thấy người ta cỡ 4-5 tấm gì dài qua đây cái là xong rồi. Vậy thôi á hả? Dạ. Chứ không phải là dựng hết vườn nhà ha? Dạ không, mà chỗ đó nó xình lầy dữ lắm. À, từ xưa giờ ước mơ hoài cũng chưa được 4-5 tấm tôn luôn. Dạ, thì mình cũng tính, nhưng mà mình muốn cắt lên vậy nhưng mà chưa có điều kiện á, là mình canh cái ông mà mua dây chai á, tên cũ ông khiên về đóng mà canh hoài không thấy ông. Dạ. Cái kiểu như trận này virus rồi nhiều rồi, người ta trốn hết rồi. Dạ. Người ta né mặt á. Dạ, nhưng mà ở bên nhà trong á. Dạ. Là trời mưa lớn có bị dột không chị? Dạ. Cái nhà phía trong đó tạt ướt á. Tạt ướt hả? Nước ở trên chảy á. Vậy thôi mình mua tôn thì mình dựng phía bên ngoài luôn đi chị. Dạ. Dựng bên ngoài luôn đi. Dạ. Nhưng mà chị tự mua tự dựng được không? Dạ. Tự mình làm không à. Cái bữa mình lên đưa lên một cái cây, bữa đưa lên cái cây, bữa lên cây từ từ cái lên được 5 cây cái mình che cái bạc lên. Dạ. Chứ mình cũng không có dám nhờ ai hết. Dạ. Ước mình che qua đây nè. Nhưng đây mà bay em chó bay không nha. Bay hả? Không, mình nẹp á. Chị làm được không? Được, thì mình theo sức của mình chứ. Dạ. Giờ bây giờ là chị nhắm là mình mua làm hết khoảng bao nhiêu tấm tôn, chị cứ hỏi thoải mái để đừng. Dạ. Đừng mưa phía bên trong nữa. Dạ. Phía bên trong nữa thì cỡ này là 2 tấm nè, bề ngang 2 tấm nè, qua tới đây nữa là cỡ 5 tấm nè. Còn trong. Dạ. Nữa. Dạ. Ở trong dài ở trong đó không biết chủ nhà người ta cho hôn không, mình không dám, mình che mưa bịch cho nhiều để nó tạt bên đây thì bên đây không có tạt. Dạ. Chứ mà không hô tạt cái bốn bên tứ phía tạt hết nè. Dạ. Dạ. Thì tạm thời là mình khúc ngay tới khăn cây à. Dạ. Dạ. Chứ đất của người ta khi mình dựng kiên cố quá, bự. Dạ. Quá thì
rồi. Cũng không được. Dạ. Còn mình dựng tạm thì người ta cho ở. Dạ đúng rồi. Cũng mong là khi em đăng clip này lên á, ông chủ bà chủ ở đây á, cũng thương chị, giúp cho chị là tạo điều kiện cho chị che vậy thôi. Chứ chị dạ. Chủ yếu là sống sống đỡ thôi. Mai mốt ổn ổn rồi chị sẽ tính phương hướng khác. Dạ. Thì mình che đừng có mưa ướt chứ. Dạ. Vậy là mưa lâm râm chứ chưa có lớn luôn á. Ở đâu mưa lớn chứ ở đây làm râm mà. Yeah. Mà lớn tí nữa là không còn ướt yeah. hết. Mấy rồi. Cái giỏng để là ướt hết luôn. Yeah. Rồi bây giờ là dựng khoảng bao nhiêu tấm tôn vậy? Dạ 5. 5 tấm ít vậy? Còn trong không dựng hả? Không dám hả? Dạ không dám xin nhiều, chỉ mình gọn vừa đủ nằm nghỉ là được rồi. Không dám xin nhiều là dạ. sao chị? Sợ ta không cho á. Mà không muốn cho dạ, hả? Không phải. Thì nói sợ không đủ khả năng là một rồi, sợ chủ đất người ta không cho, người ta đuổi đi rồi khiêng tôn đi không nổi luôn á. Nó yeah. nặng á yeah. Mình nghĩ vậy thôi chứ biết người ta vui thì thôi, người ta buồn người ta đuổi đi nữa yeah. Rồi nghe nói nhà nước quy hoạch kêu vợ chồng ông này đi lấy đất làm xí nghiệp gì đó, rồi mình đi không luôn á, rồi mình khiêng tôi không nổi. Vậy mình mua ít thôi ha. Dạ mình xin 5 tấm nóng mỏng rồi mình khiêng lần lần ra chỗ nào trống trống ở đâu mà người ta cho nhờ cái mình cắt lên tiếp. Dạ yeah. yeah. Rồi tiền bữa em cho chị còn không? Dạ còn. Còn giữ không? Còn. Hay là gửi người quen? Không có gửi. Ở đây mình không có tiền, mình sợ không mình cần mình gửi một cái rồi người ta nhớ thì người ta đưa, còn không nhớ cái là mình đòi không được. Dạ. Mình mượn lại không được. Vậy mình cất chỗ bí mật đúng không? Dạ, mình cất chỗ bí mật. Lúc nào cũng đem theo, có mấy đồng hả? Dạ. Dạ thì nếu mà đủ mình làm vốn buôn bán, còn không thì mình dạ. cũng đủ điều kiện mình làm tấm tôn lên vậy cũng được. Dạ. Dạ. Thì chị ơi, thì hôm nay em tới đây á, sau khi mà em đăng clip lên á, có sư cô bên hội từ thiện đi viện Thiện Hòa Úc Châu á. Dạ. Sư cô có chia sẻ em như thế này nè. Dạ. Nếu mà chị mà muốn đi tu á thì dạ. chị tìm một nơi chị tu. Dạ. Rồi sư cô sẽ là mỗi tháng là sẽ gửi tiền cho chị để mà chị sinh hoạt cho mình á. Dạ. Cái tiền mà cá nhân của mình á thì dạ. mình đi tu mình cũng phải xài tiền. Dạ đúng. Là sư cô sẽ hỗ trợ cái tiền đó dạ. nếu mà chị đi tu dạ. Hai nữa là hôm nay tới đây thì sư cô thấy xúc động dạ. Chị đang ở trong cái căn chậu như thế này nè dạ. Sư cô nói là cho chị tiền mua tôn dạ. cũng như là cho chị 1 triệu làm vốn để mà chị bán rau á dạ. Thì em cũng xin gửi cho chị là 2 triệu đồng đi. Dạ. Dạ, 2 triệu đồng thì chị sẽ trích ra, chị coi cái chỗ nào mà tôn cần thiết thì mình mua đi. Dạ. Rồi nếu mà sau này mà mình còn cái tiền còn lại thì mình sẽ giữ làm vốn mình bán rau. Dạ. 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 Mình mua vừa phải thôi. Dạ. Nếu mà sau này mà không còn ở được đây nữa thì mình tháo một ít tôn mình đem đi rồi mình thể tìm chỗ khác tiếp ha chị. Dạ. Chứ giờ đất giờ mắc tiền lắm, mình thôi mình kiếm chỗ ở cũng khó lắm. Đất giờ họ bán mắc lắm. Xin người ta thì không dám xin đâu, người ta không dám cho đâu. Chỉ có cái nhà nước người ta quy hoạch chỗ nào mà trống trống đó, cái mé, nếu mình ở cặp mé này nó qua ngày đoạn tháng thôi chứ còn mua thì mình không có mua, mình không có khả năng đó nữa, mình không có nghĩ tới đó nữa. Mà xin đất của người ta thì cũng khổ lắm. Ví dụ người ta làm lúa mà lỗ này kia mình cũng khó. Yeah. Bây giờ cái chỗ này mình nghĩ là nhà nước ta quy hoạch á. Yeah. Sau này mình xin nhà nước cho mình chỗ các trời cũng không chừng mình ở đây được lâu dài á. Yeah. Mình nghĩ vậy nên thôi cũng ráng bao biếu ở đây. Yeah. Chứ chị, tạm thời thì chị cứ mua tôn cái chỗ nào mà chị thấy cần thiết á. Yeah. Mua ít thôi. Yeah. Rồi chị dừng lại vậy. Tại yeah. vì em cũng ở dưới tỉnh làm lên đó, em cũng không gần mua tôn ở đây nữa. Rồi hai nữa là em cũng thật sự em không biết lập tôn. Yeah. Yeah. Mình cứ đưa lên ảnh yeah. xuống nó đừng có giọt là được rồi. Yeah. Yeah, mình vậy là chị là mua yeah. được đúng không? Yeah. Yeah. Mình nghĩ mình làm được nhưng mà yeah. làm theo khả năng mình chứ không giống mấy ông thợ là đóng cạch cạch cứ ngắt được. Dạ yeah. Yeah, em xin gửi tiền của sư cô gửi cho chị 2 triệu à. Dạ yeah. Cô ơi giờ nhận được tiền nhưng mà không nhìn được thấy sư cô, chúc sư cô có sức khỏe dồi dào. Chúc sư cô vạn sự như ý. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Rồi cái việc đi tu rồi chị tính sao? Mình cũng muốn dữ lắm nhưng mà mình có con á. Dạ. Ví dụ như ở ngoài này mình bơi chải được thì mình bơi chải, còn bí dữ lắm mình chạy vô đó. Dạ. Dạ, bí coi như là không chạy làm ăn cũng không mấy được á. Chứ mình chạy vô đó mình nương náu trong chùa dạ. cũng được. Mình nhớ là bí dữ lắm á. Dạ. Dạ. Rồi
Chị có 1 triệu chị đi bán rau được không? Dạ được. Nhưng mà bán rau có cần thêm cái phương tiện gì bán rau không? Mình tính kiếm cái xe cái mình để thúng rau đằng sau á, mình đẩy đi bán cũng được nữa. Dạ, kiếm dạ. Chiếc xe mà để đẩy á chị. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi chị biết chỗ lấy rau đúng không? Tại hồi xưa giờ em nghe nói chị bán rau á. Dạ biết. Nhưng mình đi vô mấy cái chỗ mà người ta trồng nhiều cái kia người ta chi mình cái mình lấy đi bán. Dạ. Cái lời cái lấy ăn còn vốn thì giữ lại. Dạ. Ừ, giữ tiền cẩn thận nha. Dạ biết. Dạ. Rồi. Tắt chị cất vô chỗ bí mật nha. Dạ. Dạ. Dạ biết à. Mừng quá ha chị. Dạ. Giờ từ nào giờ chưa có làm ăn được cái gì mà kiếm ra được tờ này hết trơn á. Dạ. Dạ. Buôn bán mua này bán kia luôn. Kiếm đồ ngon bẻ đi bán cũng không kiếm được tờ 500 nữa. Dạ. Dạ. Chứ thấy người ta làm cũng sấp dẻo lắm bắt chước nhưng mà làm không có được. Kiểu như không có sức khỏe rồi không có tha được nhiều á. Dạ. Rồi là thôi đủ ăn không à. Dạ. Dạ. Bữa nay là hết bữa nay luôn. Dạ. Dạ. Dạ thì bây giờ là cũng là chiều tối rồi chị. Dạ. Chị cũng vô làm đồ ăn đi rồi dạ. Ăn uống rồi chị nghỉ ngơi nha. Dạ. Rồi chị cũng là giữ tiền này cẩn thận lại. Dạ. Rồi coi mua gì được mua. Còn cái tiền còn lại dư á thì chị để dành. Dạ. Còn cái việc lập nhà của chị á chị mua 1.800 cũng được, lập từ từ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi mình lập tiếp ha. Dạ đúng rồi. Yeah. Chút nữa mình đi vòng vòng mình kiếm. Dạ. Yeah. Yeah. Mua tên mới cũng được, hoặc muốn mua tên cũ thì mua. Dạ. Yeah. Yeah, mua ở nào để mình giữ làm lại vốn. Dạ yeah, được. Dạ. Yeah. Dạ yeah, thì em cũng xin phép em về nha. Rồi chị có muốn nói gì với em nữa không? Giờ cảm ơn em quá duyên tới đây là mừng dữ lắm rồi. Nhưng bây giờ nếu mà thời gian em tới đây là giúp chị vậy là giờ không biết nói sao hơn. Thì thôi chúc em có sức khỏe dồi dào. Dạ. Xin cảm ơn em ạ. Dạ. Dạ. Dạ, em nghĩ xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Em về nha chị. Dạ. Chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi có dịp nào đó thì lâu lâu em xuống em thăm chị nha. Dạ.